Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đình Tùng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Đình Tùng có trên 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại Việt Nam và nước ngoài, gia nhập OCB từ tháng 4 năm 2012 và chính thức đảm nhận vị trí tổng giám đốc từ tháng 8 năm 2012. Và đến tháng 5 năm 2024, thì Hội đồng Quản trị của OCB đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí tổng giám đốc của ông Nguyễn Đình Tùng. Chia sẻ về quyết định từ nhiệm, ông Tùng cho biết đã có kế hoạch riêng tập trung chuyên sâu vào các dự án số hóa tài chính. Đơn từ nhiệm sẽ được Hội đồng Quản trị xem xét và trình ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.